Chào mừng quý thính giả đến với kênh Nghe Truyện Hay. Trong khung giờ đọc truyện hôm nay, Quỳnh Giao mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn hay của nhà văn Vũ Thiên Kiều. Truyện ngắn Người đàn bà tô son. Quý thính giả hãy cùng chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện ngắn nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Bà Bảy nhìn con dâu. Đó, nó lại sửa soạn đi làm rồi. Ánh chiều sau hàng gòn như sắp lụi. Bà dụi con mắt. Mắt bà bỗng dưng nghe ngứa. Nhưng cái miệng bà ngứa hơn. Bà làm thinh sao được khi thấy con dâu tay cầm mặt kiếng, tay thoăn thoắt thoa kem. Đã ghét cái mặt đầy kem đầy phấn nhằm che phủ những đám nám, những tàn nhang của nó. Bà càng ghét hơn khi nhìn nó thoa cặp môi màu cà rốt. Giờ chứng, xưa nó có kem phấn, có môi son như vậy đâu. Phải chi nó ăn trầu như bà thì cặp môi cong cong đó sẽ ưa nhìn hơn đó chứ. Làm ơn đừng cho tôi thấy cái mùi cà rốt nữa, bà chậm à. Con đi liền, không gây phiền cho má nữa đâu. Bà Bảy chuyên gọi con dâu bằng bà. Sống ở xứ ruộng này cả đời rồi. Từ hồi đất còn hoang toàn còn lan còn lác, đến bây giờ núa phủ xanh ngát, bà vẫn vậy. Bà không biết nói ngon nói ngọt vỗ về con dâu. Con dâu mần trúng ý bà cười, còn như mần chật ý thì bà lầm bầm hoài. Có bữa nhỏ trơn nóng ruột quá, gắt với thằng Triều. Cưng ra bé đìa, bứt cho chị ít cọng môn. Chi vậy chị? Nướng lăn miệng cho nội. Lấy độc chị độc. Nội lầm bầm hoài ai chịu nổi. Hứ, chị dám. Thiệt, quạo thì làm lanh vậy, chớ nó sao dám. Nội của nó mà. Ba nó mất rồi. Bốn mẹ con nó cùng bà nội hù hỉ sớm hôm bên nhau. Má nó sửa soạn đi làm ban đêm ban hôm thì nội bực. Nó hiểu. Bà nội lo má nó có chuyện này chuyện nọ, rồi bỏ bà cháu nó bơ vơ. Nói đâu xa, ở kế nhà nó cũng có người đi mần ở Bình Dương. Năm đầu còn siêng gửi tiền về, năm kế tiền không thấy, tiếng không nghe. Sau bỏ chồng bỏ con đi theo người ta luôn. Nó thường năn nỉ má. Má ơi, đói no gì má cũng ở nhà với tụi con nha. Má đừng đi Bình Dương, con sợ mất má lắm. Đi Bình Dương thì sao con? Mần xa con lương tháng, tiền đều đặn hơn chứ con. Nhưng má phải ở nhà trọ, rồi người ta chọc má. Má sẽ bỏ tụi con đi lấy chồng. Con không chịu cha dưỡng đâu. Rồi tình thương của má dành cho tụi con ít xịt. Con không chịu đâu. Mà nữa, con nghe bạn con kể trên mạng, vừa có vụ cha dượng đánh đứa con riêng của vợ tới chết. Thằng nhỏ mới 8 tuổi, bằng tuổi thằng Triều nhà mình đó má. Con sợ lắm, má hứa với con nha. Con trơn vừa nói vừa nhìn chậm như khẩn khoản. Mắt nó ươn ướt, người nó run lên, như thể người cha dượng đã có trước mặt nó. Thương con, Chậm khẽ khàng ôm nó vào lòng và gật đầu. Nó cảm được cái tình vô bờ của má qua vòng tay ôm rất ấm. Nhà có 5 người, 4 người sợ ma tuyệt đối. Hễ nghe chuyện ma cỏ, người chết là 4 bà cháu co rúm lại, chống ngực đánh phình phịch. Đêm, mỗi lần giông gió chớp nhoáng, hồn vía bà cháu như trên mây. Chậm thì đêm nào cũng đi làm tới hừng sáng mới về. Có tuần mưa sông dài mãi, con trơn lại năn nỉ. Má ở nhà với tụi con đi, con sợ. Má lắc đầu, rồi mắt má nó sũng nước. Nó hiểu, từ khi ba Hình nó mất, gánh nặng gia đình trút lên vai má nó. Một đứa trẻ 13 tuổi làm được gì ngoài việc giữ em, quét nhà và đi học. Nội thì bị đau tim, bệnh lúc rề rề, bất chợt mạnh, bất chợt yếu. Hệt như giả đò nên phải uống thuốc thường xuyên. Tiền thuốc cho nội mỗi tháng cũng cả triệu. Rồi tiền ăn, tiền học của chị em nó. Sống ở ruộng mà nhà nó không còn miếng ruộng nào, hỏi sao trụ nổi. Ruộng đã đi theo cơn bạo bệnh của ba nó. Sự sống của cả nhà, hơi thở của cả nhà, hết thảy đều trông chờ vào má nó. Ban ngày, má nó theo mấy dì mấy thím, khi thì cấy dặm, hái ớt, khi thì xẻ cá làm khô, rồi cả những việc nặng nhọc như xách hồ, xịt thuốc dâu, má nó cũng làm tuốt. Ban đêm má kiếm việc làm thêm, má làm ngoài sạch giá. Chừng 6 giờ chiều má đi, chiếc xe ôm quen rước má vút đi trong ánh mắt thảng thốt của bà cháu nó. Đêm nay trăng sáng, sắp tới thanh minh rồi, vậy là ba mất tròn 4 năm. 4 năm, một khoảng thời gian giằng giặc khốn khó của gia đình nó. Năm đầu nợ chồng nợ chất, năm hai má nó đã giãn được một số nợ, năm ba cả nhà nó qua cơn nghẹt thở, đã bớt những chủ nợ vô tình đến trúng bữa cơm. Và năm thứ tư này, nhà nó đã mua được gạo nguyên bao, dành ăn chứ không phải mua từng ký nữa. Nhìn kìa, nhìn bao gạo được kê sang trọng giữa nhà, lòng nó thầm biết ơn má. Hết thảy đều là công sức của má nó. Nói vậy chứ, bà nội thương má nó lắm. Nấu cơm xong nội biểu chờ má về ăn. Có bữa cặp trứng cá lóc đi vòng 5 chén cơm. Má gắp cho nội, nội chuyển sang chén nó. Nó chuyển sang cho thằng út được. Thằng út lại nhường cho thằng anh Triều gầy guộc. Và tất nhiên thằng Triều lại chút trở lại vào chén má. Má ăn đi, đặng lấy sức mần nuôi tụi con. Bà cháu, mẹ con rưng rưng. Thằng Triều quậy phá nhít nhà mà cũng biết chuyện hết sức. Cặp trứng chỉ dừng di chuyển khi má nó lấy muỗng ngắt ra chia mỗi chén một khúc. Mẹ con bà cháu lùa cơm với miếng trứng cá mà nghe ngột lử cổ họng. Thiệt không có gì đã bằng rau cháo cũng thương nhau chia nhau. Má trong lăng kiếng của nó là người mẹ tần tảo. Thoạt đầu từ lăng kiếng này nó không rành đâu. Nhỏ bạn ngồi kế nó học rất giỏi và trong nói chuyện hay dùng từ này. Nó thắc mắc, nhỏ bạn lách trách bấm điện thoại rồi đọc. Lăng kính. Nó đọc xong, anh Google hiện lên một loạt bài có từ lăng kính. Nhỏ thảy điện thoại cho nó. Đó, bạn tự tìm hiểu nha. Đọc vài bài, nó hiểu nôm na. Lăng kính là một dụng cụ quang học, người ta dùng để khúc xạ, phản xạ và để làm mặt kiếng soi hay ống dòm. Vậy là nó luôn soi má nó bằng cách lăng kính cảm nhận của riêng nó. Má nó hiền, má nó siêng, má luôn tìm việc để làm. Bởi có việc làm là có tiền thì chị em nó mới có cơm ăn, đóng học phí, rồi tập vở quần áo nữa chứ. Hỏi gia cảnh nhà nó khó khăn thì xóm giềng, tổ ấp có quan tâm không? Có chứ, dịp lễ, dịp Tết, nhà nó cũng được nhận chút chút quà như các hộ nghèo. Nào nếp, nào bánh mứt, nào bột ngọt dầu ăn và cả bao thơ nữa. Nhưng đó là những cơn mưa rào chợt đến rồi tạnh ngay. Phải tự mình mần, tự kiếm tiền, chớ đừng dựa dẫm vào ai. Người ta đâu thể giúp mình hoài được. Má nó luôn căn dặn như vậy. Trăng thì sáng, lòng nó u uất. Gần 10 giờ rồi mà nó chưa thể ngủ. Bốn bà cháu đã nằm co quắp với nhau, cũng không đuổi được gió lạnh len lỏi trực chờ. Bà chậm đi mần gì vậy trơn? Câu hỏi của bà nội làm nó giật mình. Má con đi mần nội à? Má con rửa chén cho nhà hàng. Rửa chén cũng thoa phấn tô son hả trơn? Chơ sao nội, giờ mần gì cũng phải có nhan sắc, coi được người ta mới mướn. Chứ xấu quá như nhát ma thì ai dám mướn nội ơi. Hả? Ma hả? Nội choàng tay ôm siết chị em nó. Nội sợ. nó vô tình nhắc tới chữ ma làm nổi sợ. Cũng hên, hai thằng em nó ngủ say tít, rồi nên cơn sợ cũng vắng đi một nửa. Nội nó nằm im thin thít, nó kéo tấm mền trùm lên người nội. Thương bà nội quá, hễ đàn bà con gái mà dính tới son phấn là nội nghĩ họ mần này mần nọ. Thì đời nội cực khổ, nội đâu biết đến cây son hộp phấn. Nội nói cái môi tô son nhìn giả giả sao đó, cần chi tô son, cứ ăn miếng trầu cay cũng đỏ môi nồng má. Rồi cơm áo xoay vòng, cái nghèo cái khổ cứ quặp chặt lấy nhau. Nội đâu thể nhìn thoáng nghĩ thoáng mà hết ác cảm với môi son má phấn đây. Nội không chỉ dị ứng với kem phấn, nội còn đặc biệt dị ứng với chiếc điện thoại của má. Chiếc điện thoại hiệu Nokia màu đen, hễ rời túi áo khoác của má là bị nội xăm soi. Nội cầm điện thoại và loay hoay bật mở, mắt nội lèm nhèm, nhưng cái tò mò vẫn lớn hơn. Nội biểu thằng Triều đọc cho nội nghe những gì mà điện thoại hiện lên. Toàn tin nhắn rác thôi nội ơi. Chết, rác à, điện thoại cũng có rác là sao? Là tin nhắn lung tung đó mà. Vậy có tin nhắn nào xưng anh không con? Nội hỏi nhiều quá. Nè, nội đọc cho đã đi. Thằng Triều nói rồi chạy vụt ra cổng. Bà Bảy tần ngần ngắm lượt nữa cái điện thoại với vẻ đầy luyến tiếc. Bà đưa điện thoại trở về chỗ má thường sạc pin. Mỗi ngày, má nghe điện thoại đôi cuộc. Vừa thấy má áp điện thoại bên tai là nội ngồi im nghe ngóng. Tiếng má nói ngắn gọn, tôi biết rồi, có, tôi đi liền. Và điệp khúc son son phấn phấn lại diễn ra trước khi má rời nhà. Bà Bảy nghi lắm, bà nghi con dâu bà. Phần bà cũng từng một mình nuôi con, đêm thì dài ngoãng, nghe tiếng mèo gào trên mái nhà, lòng dạ cũng thõng thượt nôn nao. Xưa tiếng bấc tiếng chì sát mặt, mấy ai làm gan mà phiêu theo mây gió. Giờ làng như phố, đàn bà con gái tụ tập đầy sòng, đâu thua gì đàn ông. Bữa nọ bà phụ cơm trơn đẩy chiếc xe đạp đi vá, hỏi chủ tiệm thím đâu rồi. Thằng chồng đáp gọn lọn, nó bên đó kia gì. Bà nhướng con mắt theo hướng nó vừa chỉ, chu choa. Một mâm toàn các chị sồn sồn, cũng nhịp chân trên chiếu, cũng sóng sánh ly bia, thiệt là tân thời quá xá. Hễ bữa nào con định vui với bạn bè là nó gầy sòng trước con. Đàn bà hiền ngoan giờ hiếm như cá lòng tong rồi dì ơi. Trời, đây là đàn bà có chồng, còn con dâu bà. Cái dòng suy nghĩ của bà lại xoáy vào con dâu. Ban ngày thì nó không có hành động nào làm đau mắt bà, nhưng ban đêm thì sao? Bà dụ con trơn hỏi xem mà nó làm ở nhà hàng nào. Ở nhà hàng Sóng đó nội. Sao con biết? Thì má con nói mà. Bà lẩm bẩm, nhà hàng Sóng. Bà chậm rửa chén ở nhà hàng Sóng. Bộ nhà hàng người ta bán thông đêm hả con? Không, tới 12 giờ là nghỉ. Phần má con rửa dọn xong, khuya nên má ngủ lại sáng về sớm. Phải vậy không đó? Nội đa nghi quá, tới giờ uống thuốc rồi nội ơi. Bà Bảy xòe tay đón liều thuốc con trơn đưa, mà lòng cứ giấm dứt không yên. Nhà hàng Sóng đây rồi. Chà, nhà hàng gì mà đẹp quá, bức tường vẽ rợn sóng thiệt mê. Thưa bà kiếm ai? Cậu thanh niên mặc chiếc áo màu xanh, trên ống tay áo có đeo băng đỏ. Bà nghĩ chắc cậu ta là bảo vệ của quán. Tôi kiếm con dâu tôi, nó giúp việc rửa chén ở đây mà. Con dâu bà tên gì? Tên Chậm, Hứa Thị Chậm. Ở đây không có ai tên Chậm đâu bà ơi. Mà con dâu bà bao nhiêu tuổi? Nó 38. Ở đây chỉ có ông bà chủ ngoài 40, còn lại nhân viên đều từ núi 30 sắp xuống. Ôi trời! Bà ngồi phịch xuống cái rễ cỏ xanh, nước mắt bà vứa ra. Rõ ràng rồi, con dâu bà nói sóc. Hinh ơi, vợ con nó hư rồi. Bà ngó phố qua màn mắt đục mờ. Đêm, đèn phố sáng trưng, đèn phố lập lòe. Đèn 3 ngọn, 7 ngọn, đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ, đèn chen chúc. Dạng đèn này là cái lũ thiêu thân mê phải biết. Lòng bà gầm gào. Hinh ơi, con sống khôn chết thiêng mà chỉ đường dẫn lối cho vợ về nhà nuôi con. Đừng như lũ thiêu thân mà khổ đời, khổ tụi nhỏ con ơi. Sau một đêm tã tời cùng thiêu thân ở phố, bà Bảy cũng về tới nhà sớm hơn con dâu chừng nửa tiếng. Khổ, thân già đi canh vợ cho con trai mới khổ làm sao. Đã biết rành rồi, nhưng khơi chuyện sao đây? Con dâu bà trẻ chưa qua, già chưa tới. Nói mà không có bằng chứng, nó sẽ chúi ngoay chúi ngoắt. Rồi chòm xóm thậm thụt, rồi tụi nhỏ sáo giác sợ hãi. Dầu gì cũng phải tạo bình an cho tụi nhỏ. Tụi nó đang tuổi ăn tuổi lớn, cú sốc tâm lý sẽ ảnh hưởng cả đời. Còn như có thật chuyện đó, bà Chậm sẽ khóc lóc van xin bà, rằng xin má hiểu cho con đâu muốn vậy. Lòng bà sẽ trùng xuống. Còn như bà làm găng lên, con dâu bà mất mặt sẽ bỏ đi, rồi cuộc sống bà cháu sẽ ra sao? Bà đưa mắt dõi theo con dâu. Chậm vào bếp, ngọn lửa bén rất nhanh vào lá dừa rồi vào củi. Chậm bắc ấm nước, chậm xúc gạo nấu cơm, chậm luộc rau, hâm cá. Ngọn lửa từ bếp củi lúc trời chưa sáng bùng lên thật giòn. Bà Bảy ngắm kỹ thần thái của con dâu qua ánh lửa. Cái màu má nó hồng hồng, cái màu môi nó mọng mọng kia, đích thị là nó vừa được no nê rồi. Mà nó ăn ở đâu chứ? Nó có như ngọn lửa kia không? Lửa gặp gì cũng táp, lửa gặp gì cũng cháy. Không lẽ... Bà bỗng thở dài cái sườn. Gì vậy má? Ừ, không có gì đâu con. Bà ngạc nhiên khi chính bà lại bỗng dưng kêu con dâu là con. Chút nữa má cho sắp nhỏ ăn cơm nha. Bữa nay con đi cắt lúa sập cho nhà ông Tư Thuận. Cũng nhờ lúa sập mới tới lượt con. Chứ ngon ăn, máy cắt còn nó cạp hết rồi. Miệng nói, tay Chậm bới cơm vô ga men. Rồi Chậm thoăn thoắt lấy khăn nón và lưỡi hái. Mà ngộ, nó tên Chậm, nhưng mần gì cũng lanh cũng nhanh. Người lanh lẹ kiểu này mà đi đêm đi hôm nữa thì ai tin đây? Chậm không chỉ lanh lẹ mà còn sạn. Bà nghe kể hôm bà Chín mất, lúc liệm, nhỏ con út của bà Chín cứ nhoài vô trong quan tài. Mấy chú đạo tỉ la đừng cho nước mắt nhỏ rơi rớt vô người bà Chín. Vậy bịn dị lắm, không có nên. Mấy bà ở ngoài la kéo con nhỏ ra, nhưng ai kéo, ai cũng sợ mắc khiếp. Chậm đang phụ mần gà dưới bếp, phóng lên ôm con nhỏ lôi ra. Tay Chậm gỡ từng ngón tay của con út đang bám chặt thành quan tài. Thiệt gan hết sức, gặp phải bà chắc bà xỉu rồi. Bà chậc lưỡi, thì nó lanh nó dạn nên mình và bầy cháu được nhờ. Chớ nó chậm chạp khủ khờ, cả nhà có nước ăn cháo thôi. Nhưng cái chuyện hồi đêm ám ảnh bà quá sức. Con dâu bà không rửa chén ở nhà hàng xóm. Chuyện thật 10 mưa rồi, chuyện như hũ mắm rồi, ủ lại hay khui ra là do bà. Khui ra thì xấu mặt, đâu chỉ mình con dâu bà. Con chậm đâu rồi? Bó nhang trên tay bà bày rơi loạn xạ. Người đàn bà với vẻ mặt hầm hầm bước vào nhà. Thưa, cô kiếm con dâu tôi. Con dâu bà hả? Nó làm vợ khắp thiên hạ mà cũng có mẹ chồng nữa à? Nó đâu rồi? Thưa, con dâu tôi đi mần rồi. Biết mà, con dâu bà đi cướp chồng thiên hạ thì có. Tới thằng cha chạy xe ôm nghèo kết xác, nó cũng không tha. Cô nói vậy là sao? Cô không được nói bậy. Bà hỏi con dâu bà đó. Tôi cảnh cáo bà lo dạy con dâu bà. Tôi mà cho một lon axit thì đẹp mặt nó. Ba chị em con trơn sợ hãi nép vào bà Bảy. Bà Bảy đẩy lũ cháu ra phía sau lưng, tránh ánh mắt của người đàn bà hung dữ. Bà ta liếc khắp căn nhà, thấy cái hộp đựng son phấn của con dâu bà trên kệ. Bà ta hất dầm xuống đất. Xí, mày dùng son phấn làm bùa. Bùa này, tao cho bùa của mày nát bét luôn. Bà ta lấy chân đạp cho bể nát những hộp kem thỏi son. Hả hê, bà ta quay gót lên xe rồ máy. Hòa trong tiếng máy nổ, giọng bà ta the thé rót vô nhà. Nhắn con chậm, còn đi với chồng tôi nữa thì tôi cào nhà bà luôn đó. Bà Bảy sững người, lũ cháu bà mặt xanh ngát. Lúc này tụi nó mới òa khóc mếu máo. Kêu má về đi nội ơi, má ơi, má ơi. Bà Bảy dỗ. Nín đi, người ta nói bậy đó các con, đừng tin nha. Người ta ghét má con mà nói vậy, chứ má các con đi làm ở nhà hàng mà. Nội gặp má con ở nhà hàng xóm thiệt hả? Nội gặp rồi, má con lụi cụi rửa chén suốt luôn, cực lắm đó. Con trơn phấn khởi. Dạ, con biết mà, má con giỏi lắm. Con chị nhoẻn cười, làm hai thằng em bật cười theo. Đúng là con nít, khóc cười như trở bàn tay. Cả ba đứa thoát cái chạy ra cổng chơi. Trấn an lũ cháu xong, tới lượt bà Bảy thất thần. Con dâu bà nguy to rồi. Dớ vô đàn ông có vợ, khác nào cá trên thớt. Bị chặt, bị đạp như cái hộp phấn này thì sống sao nổi con ơi. Cách nào an toàn cho con dâu của bà đây? Xe ôm, đánh ghen. Con dâu bà đi xe ôm nữa sẽ bị đánh ghen. Bà lật đật chạy vô buồng mở cái khạp da bò. Bà lấy ra cái hộp bánh bằng thiếc cũ mềm. Bà mở nắp hộp. Tiền, từng này tiền có đủ cho con dâu bà mua một chiếc xe điện. Bà tần mẩn xòe từng tờ tiền, mệnh giá 200, 100 ngàn. Số tiền góp nhặt cả đời của bà, phòng khi, được 3,7 triệu. Biểu nó thêm ít trăm mua cái xe cũ. Chủ động phương tiện bao giờ cũng lợi hơn. Tưởng tượng nàng chậm đang ngồi trên chiếc xe, vun vút không cần đạp, lòng bà Bảy bỗng ấm lên. Con trai bà mất rồi, thì con dâu sẽ như con gái. Mình thương nó ắt thương mình. Nhưng nếu nó đừng loẹt loẹt phấn son, cứ để nguyên đôi má rám nắng, thì ai thèm ghen tuông làm gì. Má tin con đi, con chỉ mần việc kiếm tiền nuôi sắp nhỏ. Sắp nhỏ ngoan mau lớn, má khỏe mạnh là con hạnh phúc lắm rồi. Bà chậm nói thiệt á, axit nó không có tình nghĩa với ai đâu. Con biết má ơi, rảnh má coi chừng sắp nhỏ cho con, và nhớ uống thuốc đều nữa, đừng nghĩ lung tung nữa má ơi. Sau tiếng ời ngọt như mía lùi, chậm mí môi cho son phủ đều khắp. Con không thích mấy thứ này đâu, nhưng nhờ màu sắc hơi hớm của nó mới hên và kiếm được nhiều tiền. Rửa chén cũng có tiền boa sao? Thì đêm nào bán đắt sẽ có boa nhiều má ơi. Điện thoại lại reng reng, liếc qua số tới, chậm tắt vụt. Con đi nha má. Nói rồi chậm dắt xe đạp điện ra cổng. Bà Bảy lại ngó theo con dâu. Chắc suốt đêm nó đứng đường. Bà không phơi trần việc làm của nó là đúng hay sai. Sai hay đúng đâu quan trọng bằng cơm gạo áo quần của tụi nhỏ. Tụi nhỏ cần được bảo vệ cho thiện tốt. Không thể cho tụi nhỏ biết có người má phải làm công việc mà toàn xã hội cười chê, khinh miệt. Bà Lần tìm hộp quẹt đốt nhang. Hai cha con ông nghĩ cách gì giúp má con bà cháu tôi với. Sức người có hạn, nó cày ngày cày đêm vậy, nhắm có bền lâu. Hình ơi, má tệ quá, má đồng lõa cho con dâu mần chuyện xấu. Cạn đường rồi, mong con hiểu cho má. Nước mắt buông một dòng dài theo lời lẩm bẩm của bà. Sáng nay trời êm, bà Bảy men theo lộ Thần Nông đi tập thể dục. Con lộ này nhà nước mới làm, mặt đường tráng nhựa láng o. Bà đi chậm chậm, tay bà vung vẩy. Bác sĩ dặn bà phải thường xuyên đi bộ vầy mới tốt cho sức khỏe. Một bên là kênh Thần Nông, một bên là ruộng lúa xanh tít tắp. Con lộ dài cả 5 cây số. Mé lộ, những cây sao người ta trồng lơ quơ, liêu hiu trước gió. Tận phía chân ruộng kia là miếng ruộng bầu trâu, từng của gia đình bà. Giờ người ta mua và xây lên đó một căn nhà nuôi yến to cao vật vã. Bà tiếc, miếng ruộng đã chan bao nhiêu mồ hôi của vợ chồng bà và vợ chồng thằng Hinh. Vậy mà cuối cùng cũng không giữ được. Hôm bán, bà năn nỉ người ta dành một góc chừng 100 mét vuông để làm nơi chôn cất sau này. Mộ chồng bà chôn ở bãi Tha Ma cầu số 5, nơi suốt ngày trâu bò ủi húc. Thằng Hinh cũng cần chỗ êm ấm mà yên nghỉ sau chuỗi ngày bệnh tật khổ sở. Người chủ mới phán sanh dờn: chôn mồ mà ở đây thì yến nào về? Bà không bán thì tôi mua chỗ khác. Miếng ruộng của bà nằm ở thế kẹt, không có mặt điền, không có đường nước. Gặp chủ mua bao sang tên trọn gói là được giá lắm rồi. Thôi đành, chừng nào sắp nhỏ lớn lên, mần ăn khấm khá, tụi nó khắc chọn mua đất quy tụ các phần mộ của ông bà dòng họ về một chỗ. Bà hy vọng nhiều ở những đứa cháu của bà. Con Trơn, thằng Triều đều là những đứa biết nghĩ, biết thương nội, thương má. Mà người ta nói không ai giàu ba họ, không ai có ba đời. Nay khổ sở vất vả, thì ngày sau bầy cháu của bà mới biết lo giàu nghèo với người ta. Đang nghĩ lung, bà Bảy bỗng nghe phía trước có tiếng ồn ào. Hình như có hai người đàn bà đang cãi nhau. Là Chậm, con dâu bà. Tao đã nói đó là mối của tao. Giọng người đàn bà chát chúa. Cách đây 2 tháng, tao đã nhường cho mày 1 đêm. Sao mày sai vậy? Người đàn bà xối xả mắng chửi Chậm. Chậm cúi gầm mặt, nước mắt Chậm lã chã. Mày khóc hả? Nước mắt cá sấu. Tao đã dặn, hễ ảnh gọi mày tới ngủ, mày cũng phải viện cớ bận rồi, cho tao hay liền chứ. Dạ, tại ảnh thích em, tại em ngủ thì hên, ảnh nói vậy. Thích nè, hên nè. Người đàn bà táng mấy bạt tai liên tiếp vào mặt Chậm. Bà Bảy hoảng hốt nhào tới kéo tay chị ta. Chuyện đâu còn có đó, xin cô bớt giận, tha cho con dâu tôi. Bà tránh ra, tôi phải tẩn một trận cho nó tẩn mới được. Làm ăn gì cũng có luật, phải nhìn trước ngó sau. Nồi cơm của tao mà mày dám nhảy vào xới hả? Sau cái xô của chị ta, bà Bảy văng gọn xuống mé ruộng. Má có sao không? Chậm ráng gượng đỡ bà Bảy lên. Chợt Chậm quay lại. Chậm tháo chiếc dép có đế bằng gỗ giơ lên. Chậm phùng đôi môi màu cà rốt hét vào mặt chị ta. Phải, anh ta thích tôi thì tôi ngủ. Sao chị không gọi cho anh ta? Bộ chị hết thời hay sao? Túng quá tôi cho chị vài trăm để ăn, đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Chậm móc túi lấy ra tờ 500 ngàn. Chị ta lật đật rượt lấy và nói: Ừ, dễ thương, mày xài mối của tao thì chia nha. Tao 1 mày 3, bye bye. Bà Bảy thấy chân tay run lẩy bẩy, mắt bà hoa lên, Chậm hoảng hốt: Má, bình tĩnh má ơi, để con đưa má về nhà. Độ dày Chậm ít đi làm đêm, sức khỏe bà Bảy như yếu hơn, mọi thứ chi tiêu đều tằn tiện hơn trước. Tụi nhỏ ít đòi tiền, cũng như bánh trái ăn vặt, nhưng tụi nó mừng vì đêm đã có má Chậm ngủ chung. Mặt trời thì mãi trên cao, mặt đất thì mỗi ngày gần hơn. Ấy là cái lưng bà cũng còng xuống rồi. Bà Bảy nhìn cần cổ con dâu thấy xanh khướt. Dường như nó cũng bị ho rồi, bị thiếu máu não nữa. Bà nói với Chậm: Con cố gắng ăn cho mạnh, con có bề gì sắp nhỏ cậy nhờ ai được. Má thì già rồi. Má đừng lo, con mạnh cùi cụi mà. À, tối nay con đi mần nữa nghe má. Chậm không cần nói bà cũng biết, bởi hồi chiều bà thấy con dâu nghe điện thoại. Bà cũng kịp thắp nhang vái ông và thằng Hinh phù hộ cho nó an lành rồi. Bà đưa mắt theo bàn tay đang tô son của con dâu. Cái màu cà rốt hôm nay bỗng tươi rực. Bà thấy môi con dâu bà đẹp lạ. Linh tính hay chuyện gở cho bà đây. Phàm khi gần đất xa trời, người ta mới nghĩ thoáng được. Bà không thấy ghét cái màu cà rốt nữa. Đó là màu của nụ cười, của sự sống. Hay bà sắp. Mà quan trọng gì, bà theo ông cũng được, chứ bà sống đã không giúp gì được cho con dâu. Tiền thuốc lấn vô tiền học của sắp nhỏ nữa chứ. Bà nhìn lên bàn thờ, tấm hình ông với nụ cười đôn hậu, một cây nhang tắt ngấm. Chuyện gì nữa đây? Má uống thuốc nè, cho tụi nhỏ ngủ sớm nha má. Chậm lấy khẩu trang bịt kín gương mặt, qua lớp vải, đôi môi cà rốt vẫn còn lằn lên như gieo trong mắt bà Bảy. Đã 9 giờ sáng, mặt trời đã lưng lừng đọt cây gòn, sao Chậm vẫn chưa về. Bà Bảy đi ra đi vô, rối hết ruột gan. Không có cơm như mọi sớm, bà nấu mì cho con trơn, thằng Chiều ăn đỡ để kịp đi học. Thằng Út đã nằm gọn trên võng ngủ giấc giữa buổi. Con dâu bà có chuyện gì vậy cả. Bà lại đốt nhang, mùi nhang váng vất. Bà khấn: Ông ơi, Hinh ơi, cầu cho con Chậm đừng bị người ta hiếp đáp kiếm chuyện. Ông ơi, con dâu mình tô son, cảnh nhà ngặt nghèo nó mới chọn cái nghề đứng đường đêm hôm. Nó đã khổ cực vì cái gia đình này rồi. Tôi biết hết, nhưng tôi không nỡ la nó. Phận đàn bà, trong nhờ đục chịu. Ông ơi! Bà Bảy, mấy đứa nhỏ đâu rồi? Tiếng ông Tư Thuận cắt ngang dòng khấn của bà. Có chuyện gì vậy ông Tư? Bà biết con dâu bà làm gì không? Thì nó đi làm ở nhà hàng. Không. Bà Bảy ngước nhìn ông Tư như ngần ngại. Không lẽ ông biết hết rồi? Bà chột dạ hỏi: Bộ con dâu tôi bị người ta đánh ghen nữa hả? Không, con dâu bà chết rồi. Nó không đứng đường như mọi người nghĩ đâu. Chết à? Con dâu bà đã chết. Tại sao? Bà té phịch xuống bộ ngựa. Ông Tư lấy tay quẹt nước mắt. Bà bình tĩnh đi. Con dâu bà làm nghề ngủ mướn trong quan tài. Trời! Ai dè đêm qua nó ngủ luôn không thức. Chủ trại hòm đã kêu công an khám. Hình như nó bị đột quỵ. Người ta sắp đưa nó về nhà. Bà Bảy như không còn nghe ông Tư nói: "Chậm ơi, con dâu bà, đứa con thích thoa son màu cà rốt. Nó kem phấn tô son để đi ngủ mướn. Người ta mướn nó ngủ trong quan tài, đặng bán đắt. Con ơi, môi cà rốt là giả, nhưng lòng con là thật. Những đêm dài mà tưởng con trong vòng tay của đàn ông con trai, tưởng con đắm đuối trong cuộc bán mua thân xác. Thương con quá, Chậm ơi. Những đêm dài bít bùng trong quan tài, con có ngủ được không? Oan ức cho con quá. Con thả mang tiếng xấu, chứ không nói cho má biết. Tiền, tiền là gì mà người ta phải khổ sở đến như vậy, con ơi." Bà Bảy khóc nấc lên. Ngoài cổng đã có tiếng xe dừng. Người ta rúm lại, khiêng chiếc hòm đỏ diêm dúa cũng màu cà rốt vô nhà. Trong chiếc hòm, người đàn bà tô son đã yên giấc. Đôi môi chị vẫn tươi sức màu cà rốt. Truyện ngắn Người chồng câm. Ông bà Bưu là dân di cư từ ngoài Bắc vào. Thời đó khổ lắm, nên lần lượt họ di cư vào Nam và chọn Sài Gòn làm nơi sinh sống. Gia đình ông làm nghề giết mổ gia cầm, chủ yếu là gà vịt. Vì nhà gần chợ nên công việc tiến triển rất tốt. Hễ nhà ai có tiệc tùng hay ma chay cưới hỏi đều đặt gà vịt nhà ông. Công việc nhiều nên ông bà mướn thêm nhân công. Mải mê lo kiếm tiền nên tuổi xuân trôi qua hồi nào không hay đến. Khi ngẩng lại thì đã quá lứa lỡ thì. Tuy nhiên hai ông bà quyết định tìm một mụn con để nối dõi tông đường. Tuy lớn tuổi nhưng con đường sinh sản chưa phải là hít cửa. Chạy đôn chạy đáo, lo bồi bổ thuốc thang, cuối cùng bà cũng có tin vui là đã có thai và chuẩn bị ngày hạ sinh. Người vui nhất, chờ đợi nhiều nhất chính là ông Bưu. Ông luôn cầu nguyện để xin được đứa con cầu tự. Cho dù trai hay gái, ông cũng mãn nguyện. Cuối cùng thì bà đã hạ sinh được đứa con trai kháu khỉnh cho ông. Ông mừng quá, mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Hàng xóm đến chúc mừng dần dần vang dậy cả khu xóm. Từ ngày có thằng bé trong nhà, gia đình ông lúc nào cũng đông vui. Nó chính là niềm vui khi tuổi đã xế chiều. Có điều thằng bé lớn lên rất khỏe mạnh, cao lớn, nhưng tuyệt nhiên nó không hề nói năng gì cả. Ông bà lo sốt vó, chạy đi thuốc thang khắp mọi nơi. Ban đầu tưởng nó chậm nói nên ông bà chờ đợi, nhưng càng lớn thì nó không nói và không nghe, thì lúc đó mới biết con mình là đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh. Đau đớn tột cùng, ông bà đi khấn nguyện khắp nơi nơi, nhưng cánh cửa cho đứa trẻ bình thường đã bị đóng lại vĩnh viễn. Nhiều người theo thuyết tâm linh tin vào nhân quả cuộc đời cho rằng ông đã giết mổ quá nhiều gà vịt nên phải trả báo. Nói vậy thì oan cho ông quá. Đó chẳng qua là nghề nghiệp thôi. Có cung thì có cầu. Ông không tin con mình phải lãnh hậu quả như vậy. Ông đưa con đi khắp bệnh viện từ trong nước ra ngoài nước, nhưng tất cả đều bó tay, và ông đã hiểu nó thật là đứa trẻ bất hạnh. Thương con, ông cho nó học trường đặc biệt dành cho trẻ bị khuyết tật. Nó lớn lên đẹp trai khỏe mạnh, nhưng gương mặt bao giờ cũng đượm nét trầm buồn. Cuối khu xóm này có gia đình bà giáo già, có đứa con gái duy nhất tên là Thương. Ông giáo đã mất sớm do bạo bệnh. Nhà chỉ có 2 mẹ con đùm bọc nhau sống qua ngày. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp. Cô theo nghề của mẹ làm nghề gõ đầu trẻ, tức giáo viên mầm non. Gần nhà cô có anh Đông làm nghề lái tàu cho công ty vận tải đường sông. Anh thầm thương trộm nhớ, rồi cả hai hẹn nhau sẽ về thưa cha mẹ để tiến tới hôn nhân. Ai cũng mong cho đôi trẻ sớm thành duyên vợ chồng. Nhưng ai có ngờ đâu, năm đó trời mưa giông gió bão, anh Đông buổi chiều đi trực ở cơ quan. Tối hôm đó ông trưởng tàu có tổ chức đi công tác và điều động anh làm tài công cho chuyến đi. Không ngờ đó là chuyến đi cuối cùng anh không bao giờ trở lại. Cô thường ngày đêm trông ngóng tin anh, nhưng không có tin tức nào về chuyến đi hôm đó, xem như là anh mất tích. Thời gian dần trôi, nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai. Thì đột nhiên bà giáo phát bệnh ngặt nghèo, đó là bệnh tim tái phát. Bán hết gia sản cũng không đủ để chữa bệnh. Trong lúc túng quẫn cùng đường thì có người đề nghị chị nên lấy anh cầm đầu hẻm để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Một đề nghị ban đầu tưởng là vô lý, nhưng đó lại là con đường duy nhất để cứu cánh trong lúc này. Ông bà Bưu được lời như mở tấm lòng, thế là nhờ mai mối định ngày làm lễ cưới. Nhưng bà Bưu cho rằng nhà bà giáo quá nghèo không môn đăng hộ đối, nên không tổ chức tiệc cưới linh đình mà chỉ làm lễ ra mắt gia tiên thôi, tức là chỉ làm bé chứ không được làm vợ chính thức. Tội nghiệp cho cô giáo vì nghèo mà chấp nhận cuộc hôn nhân này để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Để rồi từ đó là chuỗi ngày đau khổ, chỉ có nước mắt chan cơm. Nhà này bà Bưu nắm quyền, mọi việc sanh sát trong gia đình đều do bà quyết định. Đám gia nhân trong nhà đều nghe lệnh bà săm sóc. Bà còn đề ra nhiều nội quy hà khắc để săn đe đám nhân công. Ai cũng nghĩ là cô Thương một bước lên mây, lấy con ông chủ được làm mợ cả, có kẻ hầu người hạ. Nhưng không, cô đã đau khổ ngay từ khi bước chân vô nhà chồng. Cô giáo có lòng thương người hay giúp đỡ bọn nhân công, để rồi bị bà la mắng quát tháo vì bà sợ hao hụt tài sản. Bà cho người hầu quản lý sát cô giáo, nếu có tin tức hay biểu hiện gì thì báo ngay cho bà. Cô giáo như con chim quý bị nhốt trong lồng son. Có điều an ủi là người chồng câm của cô tuy không nói được nhưng lại là người rất nhân hậu. Có đôi lần anh ta lấy thức ăn bà nước uống cho nhân công. Anh ta không hà khắc như bà Bưu, đó chính là niềm an ủi duy nhất của cô giáo khi về làm dâu nhà này. Tin về mợ cả có bầu làm cho mọi người hớn hở, nhất là ông Bưu. Ông mong có đứa cháu nối dõi tông đường nên đây là tin mừng cho gia đình ông. Tuy nhiên bà Bưu thì lại nghĩ khác. Bà thuộc loại người đa nghi nên mọi việc dưới lang kính một chiều của bà. Theo bà thì đứa con trai khuyết tật của bà khó có thể sinh con, nên bà hồ nghi đứa cháu này không phải trong dòng họ. Bà đợi cho mợ cả đến ngày sinh nở, bà sẽ tìm cách xem có phải là con cháu của bà không. Ngày cô giáo hạ sinh đứa con đầu lòng lại là con trai. Cả nhà vui quá, mở hội ăn mừng. Vui nhất là anh chồng câm, anh không ngờ có được ngày làm cha. Ông Bưu thì đi khoe hết làng trên xóm dưới, gặp ai ông cũng vui vẻ báo tin. Trong khi mọi người rất vui vẻ phấn chấn thì ngược lại, bà Bưu lại có chút ưu tư. Bà vẫn còn nghi ngờ về đứa cháu nội này. Bà vẫn âm thầm cho người mai mối tìm cô vợ lớn cho anh con trai, xứng tầm môn đăng hộ đối với gia đình bà. Nhưng vì bà khó khăn quá nên đám mai mối cũng e dè, thành thử công việc tìm kiếm cô vợ lớn cho anh con trai chưa đi tới đâu. Kể từ ngày anh lấy vợ, cô khuyên anh và gia đình nên chuyển sang nghề khác, không giết mổ gà vịt như xưa nữa. Anh mở công ty riêng vận chuyển hàng hóa đường dài. Vợ anh làm kế toán, còn anh tuy không nói được nhưng rất tháo vát lo cho công việc. Thời gian dần trôi, đứa nhỏ này đã lớn, nó chạy dưỡng vui chơi. Quan trọng nhất là nó nói và nghe được. Điều mà ông bà nội rất lo lắng. Bà Bưu cũng không còn nghi ngờ gì nữa sau khi đã đi xét nghiệm ADN cho đứa cháu nội và cũng không mặn mòi tìm cô con dâu mới. Đúng lúc mọi thứ tưởng đã an bài thì người xưa trở về. Đúng vậy, anh Đông trở về. Vào một ngày đẹp trời, anh tìm về nơi xóm cũ để gặp lại người xưa là cô giáo Thương. Anh đã rõ hoàn cảnh của cô giáo. Anh cho người nhắn tin để gặp lại nhau ở vùng ngoại ô thành phố. Tin về anh Đông vẫn còn sống và trở về tìm cô làm cô vừa mừng vừa lo, không thể diễn tả được tâm lý cô lúc này. Cô đắn đo có nên gặp lại anh không khi mọi thứ đã an bài. Mặc dù cô gặp sự hà khắc của mẹ chồng, nhưng cô rất hạnh phúc với người chồng câm. Tuy nhiên cô muốn biết vì sao hơn 10 năm qua anh Bạt Tâm không có tin tức gì. Vậy thì gặp anh sẽ rõ. Cô không muốn đi, nhưng trái tim cô thôi thúc cô phải gặp lại người xưa. Trăng đêm nay sáng quá, anh Đông ngồi đợi bên mái hiên nhà. Cô Thương từ xa trông thấy anh thì nước mắt đã. Họ chạy lại ôm nhau thắm thiết, cả hai đều không nói nên lời. Phút ngỡ ngàng khi gặp lại rồi cũng trôi qua. Anh ngập ngừng mới nói được vài câu. Em khỏe không? Dạ em khỏe, còn anh? Anh không được khỏe lắm, nhưng muốn gặp em hôm nay để nói rõ ngọn ngành. Anh đi đâu mà biệt tích hơn 10 năm trời? Chuyện dài lắm, rồi anh sẽ kể lại cho em nghe. Bây giờ anh hỏi thật em. Hỏi gì anh? Em còn thương anh không? Cô giáo im lặng không trả lời. Cô vẫn còn thương anh lắm, nhưng còn chồng cô hiện tại và đứa con trai. Nếu đem lên bàn cân thì gia đình cô vẫn trên hết. Còn với người tình xưa, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Biết người xưa đang đắn đo, anh từ từ rút ra chiếc khăn tay là kỷ vật mà cô trao cho anh lúc lên đường. Cô im lặng không nói lên lời, chỉ khóc thút thít. Anh nắm lấy tay cô, trao lại chiếc khăn tay đó vì anh hiểu cô đã chọn hạnh phúc cho gia đình. Chuyện xưa xem như là dĩ vãng. Đúng lúc đó thì anh chồng Câm xuất hiện. Anh không nói được, chỉ thấy đôi mắt đang đỏ hoe. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Cô rất biết, tuy chồng cô không nói được, nhưng rất thương yêu cô. Từ việc lớn tới việc nhỏ, anh đều dành làm hết, không để cho cô phải cực nhọc. Cô đứng nhìn anh như trời trồng. Cả ba quá ngỡ ngàng. Ai cũng đều mang một tâm trạng xót xa, rối bời. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Cuối cùng thì cô giáo dứt khoát nắm lấy tay chồng áp vào gương mặt mình, xem như lời thanh minh, chỉ có anh là chồng cô thôi. Cô kéo anh ra khỏi đó như cao chạy xa bay. Anh Đông chỉ còn biết nhìn theo như làn khói trắng tan biến vào không trung.